tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết đầu năm mới việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn vẫn tiếp tục được tăng cường do mức xử phạt với hành vi này khá cao đặc biệt là với lái xe ô tô nên một số cá nhân không có điều kiện nộp phạt cùng một lúc vậy theo quy định họ có thể nộp phạt trả góp Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau: bị phạt tiền từ 20 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng trở lên đối với tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp. Khi đạt được những điều kiện trên, người vi phạm có thể nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. Đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn, chỉ mức cao nhất với ô tô, người vi phạm mới có thể xin nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên, người vi phạm nồng độ cồn còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mới được nộp phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, việc nộp phạt nhiều lần cần thực hiện theo đúng trình tự quy định pháp luật. Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100 trên 2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 trên 2021. Quy định mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy và xe ô tô sẽ tùy thuộc nồng độ cồn được đo trên 100ml máu hoặc 1 lít khí thở. Cụ thể như sau. Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Mức xử phạt nồng độ cồn với ô tô. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở, phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước thay thế luật căn cước công dân năm 2014 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy người dân có phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước không? Tham khảo tại Điều 46 của Dự thảo luật căn cước có nội dung như sau. 1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu. 2. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại luật này. 3. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Như vậy, theo như nội dung tại dự thảo thì đối với trường hợp người dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày mà luật căn cước mới có hiệu lực thi hành Ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì vẫn sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Trường hợp mà người dân có yêu cầu được cấp đổi thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Như vậy, nếu như không có gì thay đổi thì người dân không cần phải đổi thẻ căn cước công dân đang sử dụng. Trường hợp thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn sử dụng sang thẻ căn cước. Do đó, thẻ căn cước công dân hiện hành vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn được ghi trong thẻ. Như vậy những trường hợp nào cần phải đổi thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo điều 24 dự thảo luật căn cước các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1 tháng 7 năm 2024 gồm: khi đến độ tuổi phải đổi thẻ căn cước, khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh. Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính, hoặc chuyển đổi giới tính. Khi thông tin trên thẻ căn cước có sai sót. Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh. Khi số định danh cá nhân được xác lập lại. Khi công dân sở hữu thẻ căn cước, căn cước công dân có yêu cầu. Theo dự thảo thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước Bộ công an hướng dẫn nhiều nội dung liên quan việc tiếp nhận và xử lý thông tin về căn cước của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước cho các trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin. Đáng chú ý, thông tư này chỉ ra các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, cụ thể, thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi thường trú của người được cấp thẻ. Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú, thông tin nơi cư trú trên thẻ sẽ ghi nơi tạm trú của người được cấp thẻ. Nếu người đó không có nơi thường trú hay tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký cư trú, thông tin nơi cư trú ghi trên thẻ căn cước là thông tin nơi ở hiện tại của người được cấp thẻ đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn trường hợp Người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có thông tin về nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan chức năng phải hướng dẫn họ làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo cư trú. Về tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động khi cần thiết, thông tư nêu rõ cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thẻ căn cước tại cơ quan tổ chức khi có văn bản đề nghị và có đủ điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực thực hiện. Hàng năm, cứ đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng, dòng người lại kéo về các cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến giờ được mua vàng. Hình ảnh này đã không còn lạ trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong sáng sớm ngày vía thần tài năm 2024, trước cửa những tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông lại vắng vẻ, khác hẳn những năm trước. Cụ thể, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 2, trước những cửa hàng vàng lớn như Doji, Phú Quý, SGC khá vắng khách. Đông nhất là phía trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, có khoảng 6 đến 7 khách đang ngồi xếp hàng, chỉ chiếm 1 phần 10 hàng ghế mà hiệu vàng này đã chuẩn bị sẵn cho khách. Phía trước những cửa hàng khác như Phú Quý, SCC, Doji thậm chí còn không thấy bóng khách. Tôi còn nhớ ngày vía thần tài năm ngoái, trời mưa lạnh, cửa hàng phải chuẩn bị sẵn ô để khách đến xếp hàng che mưa, vậy mà vẫn đông như nêm. Năm nay thời tiết đẹp mà vắng vẻ quá vắng hơn rất nhiều so với năm ngoái. 5 giờ 30 phút rồi mà vẫn vắng, trong khi năm ngoái từ 4 rưỡi đã đông rồi, khách hàng Tuấn Linh nhận xét. Ông Tô Hòa Bình, một khách hàng hơn 10 năm liên tiếp là người đầu tiên xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài nói: "Năm nay quá vắng so với mọi năm, nếu so với năm ngoái có thể còn chưa bằng 1 phần 10, cứ nhìn những hàng ghế trống trước cửa hàng là biết." theo ông bình lý do khiến ngày vía thần tài năm nay vắng khách xếp hàng lúc sáng sớm là do nhiều người đã mua từ hôm trước là dịp cuối tuần trong khi một số lớn cũng đã mua qua hệ thống online còn theo khách hàng nguyễn thị trang quận thanh xuân xu hướng mua sắm của khách hàng đã thay đổi một phần là vì nhiều người đã mua trước từ hai ngày cuối tuần vừa qua nhưng nguyên nhân chính theo tôi là do xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi họ đặt mua vàng thông qua trang web trang fanpage của cửa hàng vàng và hẹn nhận vàng đúng ngày vía thần tài thay vì phải đến tận nơi. Các đơn vị kinh doanh vàng cũng nắm bắt thời thế, đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Từ 6 giờ 30 phút, lượng người đến xếp hàng chờ mua vàng bắt đầu đông hơn hẳn. Trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, số người đến đã ngồi kín chỗ. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm nhiều năm mua vàng ở đây thì số lượng này vẫn khá thưa thớt, không đông như mọi năm. Sáng nay ngày 19 tháng 2, giá vàng SJC trong nước bất ngờ giảm trong ngày vía thần tài, trong khi đó giá vàng nhẫn chỉ tăng nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng với sức mua mạnh trong ngày này thì giá vàng nhẫn sẽ tăng mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC từ 75,4 đến 78,4 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng chiều mua vào, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với sáng qua. Tranh lệch mua vào và bán ra lên tới 3 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng 300.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt từ 75,75 ,75 triệu đồng một lượng và 78,35 triệu đồng một lượng, chênh lệch mua vào và bán ra 2,6 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vòng miếng SCC ở mức 75,8 đến 78 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, chênh lệch mua vào và bán ra là 2,2 triệu đồng một lượng. Với nhẫn tròn trơn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn mua ngày vía thần tài, chỉ tăng nhẹ trong khoảng từ 64 đến 66 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 64,6 đến 66 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng một lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào và bán ra 1,4 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 63,4 đến 64,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ 2014 đô la Mỹ một ao, tăng 1 đô la Mỹ một ao so với sáng qua.